chào quý bà con nông dân. Công ty Việt Nam Nông nghiệp Sạch xin giới thiệu đến quý bà con sản phẩm Macrin 6SL, sạch sâu, hết bệnh, dưỡng cây an toàn. Và đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về các thành phần chính của sản phẩm. Hạt chất citrus oil 60g trên 1 lít và phụ gia vừa đủ là 1 lít. Và tiếp theo đó chính là công dụng của Macrin 6SL. Đây là thuốc bảo vệ thực vật mới, nguồn gốc thực vật, an toàn cho người và môi trường. Macrin 6SL giúp cây tốt hơn, trái to, màu sắc đẹp hơn. Và còn phòng trị các cái bệnh như là bệnh thán thư trên cây xoài nè, sâu tơ, bọ nhảy trên cây bắp cải, thán thư trên cây ớt, cây cà chua, phấn trắng trên cây bầu bí, nhện đỏ trên cây dưa chuột, mốc xương, bọ trĩ, sâu xanh da láng trên cây nho và bọ xít mũi, sâu cuốn lá trên cây trà, cây chè. Và để biết thêm chi tiết về cách sử dụng và liều lượng đối với từng loại cây trồng, quý bà con nông dân vui lòng gọi về số điện thoại hotline 0919817033 để được đội ngũ kỹ sư nông nghiệp tư vấn kỹ thuật miễn phí. Và để mua hàng, quý bà con nông dân có thể để lại số điện thoại bên dưới phần bình luận hoặc gọi về số điện thoại đã được ghi trên bài viết hoặc video này nhé. Cảm ơn quý bà con nông dân đã theo dõi video. Xin kính chào và hẹn gặp lại.